Xin kính chào quý vị và các bạn. Có nhiều quý vị và các bạn hỏi việc cách đấu lo song song thì mình đấu như thế nào và trở kháng nó có tăng giảm gì không, và đấu lo nối tiếp thì đấu như thế nào và trở kháng nó có tăng giảm gì không. Thì hôm nay theo nhiều lời yêu cầu của quý vị và các bạn thì Việt sẽ sử dụng cái đồng hồ để đo thực tế luôn. Đấu nối tiếp thì Việt đo thử cái về phần trở kháng của lo nó dao động như thế nào, và đấu song song thì Việt cũng sử dụng đồng hồ đo để coi phần trở kháng của lo nó dao động như thế nào. Và khi kết hợp đấu song song và nối tiếp thì trở kháng của lo nó dao động như thế nào. Và cái video này thì Việt cũng chia sẻ cho những bạn mới chơi thôi, còn những bạn nào mà thợ thầy gành về điện tử thì có thể bỏ qua video này, tại vì cái video này nói với thợ thầy mà gành về điện tử thì nó quá nhàm rồi. Quý vị nào mà có xem được video này cảm thấy hay thì cho Việt xin một like, một lời bình luận và một lượt chia sẻ để tạo tương tác tốt cho kênh. Việt xin cảm ơn quý vị và các bạn. Rồi, Việt có 4 chiếc loa và loa này nó đều 6 ohm hết nha quý vị, 6 ohm. 6 ohm. Việt đang đo kiểm tra loa thì nó ra được 5 ohm 8. Như vậy là chuẩn nha quý vị và các bạn. Thường đồng hồ nó sẽ có sai số. Khi mà lo để 6 ohm thì mình đo nó không có ra đây chuẩn 6 ohm đâu. Và việc sử dụng nhiều đồng hồ rồi, đồng hồ xịn nó cũng vậy à, nó cũng có sai lệch nha quý vị và các bạn. Đầu tiên việc chia sẻ đến quý vị và các bạn cách đấu song song nha, và sau đó mình đo trở kháng nó như thế nào. Đấu song song thì trở kháng nó sẽ giảm. Ví dụ như đây là một cái sợi dây từ âm ly ra nha, từ âm ly ra. Rồi thì mình cần một cái đoạn dây ngắn, đoạn dây ngắn như thế này để mình nối cái lo bên đây qua bên đây. Đầu tiên mình bệnh hai cái đầu dây này lại với nhau, đen theo đen cho vào đây. Đó. Rồi còn một cái đầu lại đỏ theo đỏ, đỏ theo đỏ cho vào đây. Đó. Và hai cái đầu dây này thì mình nối vào cái lo bên đây, cũng là đen theo đen, đỏ theo đỏ, cộng theo cộng, trừ theo trừ. Đây, và cái đầu dây này đây quý vị, và cái đầu dây này là cái đầu dây để mình nối vô âm ly. Thì hiện tại là mình đang đấu song song, tức là đen theo đen, đỏ theo đỏ, cộng theo cộng, trừ theo trừ. Rồi bây giờ để việc đo cho quý vị xem thử rồi trở kháng nó như thế nào nha. Rồi mời quý vị xem cái đồng hồ nha, coi trở kháng của cái cách đấu song song nó như thế nào. Lo mình là lo mỗi chiếc nó là 6 ohm, thì hồi nãy mình đo ra là 5 ohm 7, 5 ohm 8. Rồi bây giờ mình sẽ đo khi đấu song song. Quý vị, đấu song song thì trở kháng nó giảm xuống còn 3 ohm 4. Đấu song song thì trở kháng nó sẽ giảm xuống nha quý vị và các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình đấu nối tiếp coi nó như thế nào quý vị và các bạn. Bây giờ việc chia sẻ đến quý vị và các bạn cách đấu nối tiếp nha. Mà mình theo việc được biết đấu nối tiếp thì trở kháng nó sẽ tăng. Thì để đấu nối tiếp thì quý vị và các bạn cần chuẩn bị cho việc một cái sợi dây ngắn như thế này để nối cái lo bên đây qua bên đây. Đó. Rồi. Cái sợi dây này mình sẽ cho vào đỏ của cái lo này, và cái đầu còn lại thì mình cho vào đen của cái lo này. Đó. Rồi đây là một cái sợi dây từ âm ly ra, sợi dây lo từ âm ly ra, thì hiện tại nó cũng có một đầu đỏ và một đầu đen. Thì quý vị và các bạn, cái đầu đen nè cho nó vào đen của chiếc bên đây, còn cái đầu đỏ thì mình cho nó vào cái chiếc bên đây. Rồi như vậy đây là cái phương pháp đấu nối tiếp trở kháng nó sẽ tăng. Rồi bây giờ mình sẽ đo nha, để quý vị và các bạn xem coi nó tăng như thế nào nha. Mình đấu nối tiếp thì trở kháng nó sẽ dao động như thế nào nha quý vị và các bạn. Đây, quý vị thấy đấu nối tiếp thì trở kháng nó sẽ tăng 10 ohm 6. Như vậy thì cái phương pháp đấu nối tiếp thì trở kháng nó sẽ tăng, còn đấu song song thì trở kháng nó sẽ giảm. Rồi bây giờ Việt sẽ làm thêm một cái nữa là mình đấu nối tiếp kết hợp với đấu song song thử coi nó như thế nào. Cặp này cũng nối tiếp, cặp này cũng nối tiếp.
Rồi bây giờ Việt sẽ kết hợp lại giữa nối tiếp và song song. Thì ở đây là cái đầu dây để đưa vào ôm ly nè. Đó. Còn đây cũng là một cái đầu dây để đưa vào ôm ly. Bây giờ việc kết hợp song song, song song thì như quý vị và bạn biết, cộng theo cộng, trừ theo trừ, coi như là đỏ theo đỏ, đen theo đen đó. Rồi để mình đo cái trở kháng nó như thế nào nha. Hiện tại thì mình đấu nối tiếp, hồi nãy quý vị và bạn thấy là mình đo được hơn 10 ôm mỗi cặp. Rồi bây giờ đấu nối tiếp kết hợp với đấu song song thì thử coi nó ra bao nhiêu ôm nha. Chuẩn quý vị và bạn, 5 ôm 9, 5 ôm 8, 5 ôm 9, 5 ôm 8. Đấy, đồng hồ nó cứ nhảy khoảng cái khoảng đó. Quý vị và bạn. Đó. Rồi. Thì ở những cái phương pháp đấu nối tiếp và đấu song song này, quý vị và bạn áp dụng cho tất cả các dòng loa khác, nó có trở kháng 8 ôm hay là 4 ôm gì đó, thì quý vị và bạn cứ tính theo cái lý thuyết mà Việt vừa chia sẻ. Mình đấu nối tiếp thì trở kháng nó sẽ tăng gấp đôi, và đấu song song thì trở kháng nó giảm xuống một nửa. Ví dụ như đây là loa 8 ôm thì mình đấu nối tiếp thì nó sẽ thành 16 ôm. Nếu như mình đấu song song, loa này 8 ôm, đấu song song thì nó sẽ còn 4 ôm. Đó, đơn giản vậy thôi. Và cái phương pháp mà muốn đấu là nhiều đôi loa cùng một lúc vào một chiếc âm ly, thì quý vị và các bạn kết hợp phương pháp đấu nối tiếp kết hợp với đấu song song. Thì đây quý vị và các bạn thấy việc vừa đấu nối tiếp nè, đây một cặp nè, đây một cặp nè. Đó. Đó, và mình đấu nối tiếp thì cặp này nó trên 10 ôm, cặp này nó trên 10 ôm, thì còn hai cái đầu dây gam ly nè, mình bệnh lại, mình kết hợp đấu song song thì lo nó chỉ còn có 6 ôm thôi, 5 ôm mấy 6 ôm thôi, là nó cũng trong cái ngưỡng âm ly cho phép. Quý vị và các bạn. Rồi, Việt xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.